Dạ em Phúc, nhà lưu trú Thủ Đức, em Nghĩa kết nối yêu thương xin gửi lời chúc thăng thương đến quý vị khán giả xem video trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị thân mến, trước mặt em đây chắc có lẽ là quý vị khán giả cũng không lạ gì, một chị gái trẻ trung năng động xinh đẹp. Chị này là sinh năm 1983 quý vị. Năm nay là chị tròn lẻ 41 tuổi chứ không gọi là tròn là 40, này lẻ 41 tuổi. Thì cách đây mấy hôm chị có chia sẻ video, cái nguyện vọng của chị là để là chia sẻ trên video là tìm việc làm. Thì ở cái vị trí của chị đang ở Đồng Nai đó, thì những ngày vừa qua chị mua bán kinh doanh bị thua lỗ đó cả nhà. Thì những nguyện vọng của chị là trả lại mặt bằng để đi tìm việc làm, để kiếm thêm thu nhập về lo cuộc sống gia đình. Thì chị là hiện nay là một mẹ đơn thân. Thì sau khi anh em chia sẻ video, cũng được một phần quý vị khán giả trên kênh có liên lạc về chương trình, để là liên lạc là để là hỏi chị về công việc làm, để hỗ trợ cho chị công việc làm. Thì ngày hôm nay em có hẹn chị xuống, là trước mặt em đây là chị Cẩm Vân nha cả nhà. Dạ em chào chị Vân. Dạ chào anh Phúc, chào Nghĩa, chào. Dạ em cũng xin thưa với chị Cẩm Vân là như vậy, cách đây mấy hôm đó chị Vân có gọi về chương trình bên em là trước tiên là để mà chị tìm công việc làm đó. Thì sau khi em đăng tải trên cộng đồng thì cũng được một phần quý vị khán giả, cô chú anh chị gọi về chương trình cho em với Nghĩa, nói là để hỏi chị đó có đồng ý để qua làm hay không, thì để báo lại với quý vị khán giả. Thì thông qua chương trình ngày hôm nay em có hẹn chị em mình gặp lại. Em muốn xin thưa chị là rất là nhiều cô chú anh chị gọi luôn, nhưng mà em xin tóm tắt ra thôi. Rồi sau đó em sẽ gọi điện thoại để chị nói chuyện trực tiếp với cái người chủ mà có cái dự định là thuê mình làm đó chị. Thì em cũng tóm tắt ha. Cũng có một chị này ở Cà Mau kinh doanh mắt kính, và tiếp theo nữa là cũng có một chị ở Bạc Liêu cũng là kinh doanh mắt kính luôn. Thì hai chị này có cái nguyện vọng á, hai chị này là để là hỗ trợ cái công việc làm cho chị đó. Thì sau khi em nghe điện thoại, em cũng có nói với chị mà ở Bạc Liêu với Cà Mau đó, là để đó là để em gặp chị em nói lại. Tại vì trên cái phần video như chị chia sẻ trên kênh em đó, là chị nói là hiện nay làm chị mẹ đơn thân, thì chị ở Đồng Nai, chị cần tìm việc ở Đồng Nai hoặc là Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh để tiện cái việc mà lâu lâu về thăm gia đình. Ha chị ha. Thì đó, thì em có những công việc một tí nữa, những cái thông tin đó em sẽ cập nhật lại cho chị, và chị cảm thấy thích hợp thì chị liên lạc lại đến quý vị khán giả. Và tiếp theo nữa thì cũng có vị khán giả ở miền Tây, ở miền Tây là kinh doanh mua bán hủ tiếu đó. Thì cũng có liên lạc về cho Nghĩa, là vị khán giả đó nói là nếu mà chị thích hợp mua bán thì xuống dưới đó chị đó sẽ là giống như là để thỏa thuận với mình thuê mình làm đó. Thì em sẽ cung cấp cái thông tin đó tiếp theo cho chị nha. Và nhưng mà ba vị khán giả đó hơi xa đó, không biết chị có, thì mình cảm thấy mình đi được thì mình xuống đó mình làm hả chị. Và cũng có thêm một anh này đó là chủ nhà trọ, kinh doanh nhà trọ hay là nhà nghỉ gì đó, tại vì hôm đó là nói chuyện qua điện thoại thì cũng có gọi cho anh em của em, anh nói đó là anh cần người về giống như là trong coi để cho thuê nhà trọ tháng, nhà trọ qua đêm. Giờ hôm đó em chưa có hỏi. Thì có lẽ là bây giờ Nghĩa gọi cho ảnh nè, bây giờ gọi cho cái anh này, anh chủ nhà trọ đó, anh chủ nhà trọ mà định thuê chị Vân về để làm đó. Mình nhiều lắm bây giờ mình không gọi. Mình tóm tắt là thôi, mình tóm tắt mình trước tiên là anh em mình thay mặt chị Cẩm Vân cảm ơn quý vị khán giả xem video những ngày vừa qua. Và cảm ơn quý vị khán giả quan tâm về cái câu chuyện mà chị Cẩm Vân, người mẹ đơn thân 41 tuổi tìm việc làm, được quý vị khán giả quan tâm và gọi về chương trình để là giới thiệu việc làm cho chị Vân đó. Và cũng có một số anh chị để nhận. Thì để mà đọc thì rất là nhiều, nên anh em mình tóm tắt lại một số thôi. Rồi một tí nữa thì em sẽ cập nhật cái danh sách cho chị, ha chị Vân nha. Dạ. Dạ. Rồi, giờ em gọi ha. Giờ em sẽ gọi cho cái anh này là chủ nhà trọ định thuê chị Vân. À, dạ em chào anh, em bên chỗ chương trình Phúc Nghĩa đó anh. Rồi tôi nhớ rồi, chào em. Dạ thì ngày hôm qua anh có gọi về chương trình bên em đó, để là anh nói là anh hỗ trợ công việc làm kinh doanh nhà trọ gì đó cho chị Cẩm Vân đó anh. Chính xác. Thì ngày hôm nay em liên lạc với chị Cẩm Vân rồi, chị Cẩm Vân đang đi lên trên chỗ em nè. Bây giờ em truyền máy cho anh nói chuyện trực tiếp với chị Cẩm Vân anh ha. Rồi, bây giờ là anh với Phúc đi cùng với tôi, kết bạn Zalo với tôi đi. Không, anh cứ nói chuyện bình thường đi, không sao đâu anh. Tại điện thoại em cũng đăng ký mà, anh nói chuyện bình thường không sao đâu. Anh nói chuyện với chị Cẩm Vân giùm em nha.
Rồi ok, dạ, cảm ơn. Đây là anh chủ nhà mà anh định thuê chị đó. Dạ em chào anh ạ. Rồi anh chào em. Dạ. À, bởi vì anh thấy rằng là em cũng lên cái thông tin kỹ việc làm đó. Dạ. Cho nên trước hết anh cũng xin giới thiệu với anh rằng là anh thì quê hương thì ở ngoài miền Trung. Dạ. Nhưng anh thì vào ở là tránh đi đất phương Nam, anh lại đi học hành ở trong đó, cho nên bây giờ là trước đây thì anh ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Dạ. Anh làm ở bên của một cái công ty dược của là sân lớn của là sân thành phố, nhưng mà sau đó gia đình đổ vỡ. Dạ. Thì anh lại là buồn của anh mới đi lên là sân xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dạ. Anh đi xây dựng và xây dựng lại đi các cái phòng trọ cho thuê. Dạ. Thế nhưng mà lâu nay thì anh cũng không ở nhiều ở trong đó, bởi vì là anh về quê hương để anh có cái việc mà gia tộc giao lại nó rất dài dòng. Dạ. Về vấn đề đất đai để anh đi đòi lại. Dạ. Cho nên anh rất là đơn chiếc. Vậy thì bây giờ gặp được em rồi thì chắc có lẽ sao hè, bây giờ thì em sao hè. Dạ thì em cũng đang nhờ bên chương trình bên Phúc Nghĩa tìm việc kèm cho em cho nhanh nhanh tí, em cũng đang cần gấp. Mà cũng có nhiều anh chị cũng ngỏ lời nhận em đó, nhưng mà em thấy bên anh là cũng như gần với nhà em á, cho nên em thấy cái điều kiện của em đi lại nó cũng dễ tiện hơn á, cho nên ý em cũng muốn bên anh ở công việc hợp lý thì cho em về đó làm cũng được. Dạ. Bây giờ hiện tại thì em đang ở là xã nào của là huyện Nhân Trạch vậy? Em ở ấp 1 Hiệp Phước, Nhân Trạch. Hiệp Phước thì dạ. Gia đình là chị ba mẹ cũng ở đó luôn hả? Dạ, em là người đó gốc đó luôn nha. À, người đó gốc ở đó luôn hả? Dạ. À, rồi em hình như được hai là đứa con không em? Dạ, em hai đứa. Đứa lớn em 19 tuổi, đứa nhỏ em đang học lớp 4. À, dạ. Thì bây giờ cả mấy mẹ con ở chung với nhau luôn. Dạ, thằng lớn thì nó tự đi làm, tự đi ở riêng nè. Dạ, có thằng nhỏ ở với em. Dạ. Bây giờ thế này em. Dạ. Bây giờ thì hiện tại thì anh đang ở ngoài miền Trung nhé. Dạ. Và đến ngày 15 này anh làm việc với ủy ban tỉnh. Dạ. Đến ngày 16 thì anh, 17 anh sẽ có mặt ở trong đó. Dạ. Thế bây giờ trước hết thì có lẽ thế này, trước hết thì anh cũng có sao thì nói vậy nhé. Dạ. Nếu như em bây giờ chưa có việc làm thì anh cũng để cần một cái người để là xem như này để là coi một cái cơ ngơi ở trong đó. Dạ. Và anh cũng nói thật lòng, trong cái câu chuyện ý, riêng tư một chút thì đương nhiên anh cũng là sinh cũng lớn tuổi rồi. Yeah. Cũng như là sinh như đấy nghĩ 57-60 tuổi rồi. Yeah. Nhưng mà 17 năm anh cũng ly hôn. Yeah. Anh cũng là theo công theo việc rồi, là cũng không còn một cái thời gian đâu để lại sinh như đấy nghĩ tìm lại một cái nửa cuộc đời này cả. Cho nên thì bây giờ là việc mắt thì anh cũng tình cờ thôi lên trên cái đấy cái nỗi yêu thương thì anh thấy được em đi. Nếu như em hiện tại bây giờ em đang ở trọ hay là em đang ở nhà của là ba mẹ bé? Dạ em đang ở trọ, em hôm trước em có ra thuê cái mặt bằng đó, nhưng mà em trả lại thì trả không được, cho nên giờ em đợi, em cũng vẫn còn ở trong cái ốp em đang mướn nha. Thấy cũng như bên anh á là phù hợp với chỗ của em hơn á, ý là em cũng đi lại nó cũng dễ, cho nên giờ ở bên anh có cần nhận người thì em nhờ bên chương trình là cảm ơn những cái anh chị bên kia đặng em chờ anh vô rồi em về làm cho bên anh. Vậy thì bây giờ làm thì theo em thì em đại tỷ lương thỏa thuận, vậy thì bây giờ mình thả bao nhiêu em? Dạ, là mình coi phòng trọ ha anh? Ừ, mình coi phòng trọ thôi. Vì bên đó trước giờ là anh thuê người ta bao nhiêu? Em tại vì trước cơ dạng đi lại cũng không có biết được. Hồi nào đến giờ thì anh không có thuê ai cả, mà anh chỉ gọi là xem như
một khi anh bỏ đợi tí 2 tháng rồi anh vô anh sẽ là xem như lại thu tiền thì có được ai thu mấy. Cho nên anh cũng người thật là anh không có thuê ai cả. Yeah. Thôi bây giờ thế này, yeah, nếu như em thấy mà hợp lý thì để anh nói luôn nhá. Yeah. Được thế thì bây giờ là nếu như thực sự mà em để đang còn bị việc làm và có những một chút tình khó khăn á, yeah, thì theo anh thế này, anh sẽ dành riêng cho em một cái phòng để mấy mẹ con ở. Dạ. Và trong một cái thời gian dài có thể là xem như là đến 6 tháng. Dạ. Anh không có là lấy tiền lấy bạc gì hết. Dạ. Thế thì để cho em làm quen với anh rồi là cái nữa là dạ, xem như anh sẽ hỗ trợ cho em một chút tiền nào đó. Dạ. Sau đó thì biết đâu mình đi xa hơn. Dạ. Hoặc là nếu như mình không đi xa hơn được á, thì mình ở gần gũi nhau thì mình biết được cái nói lý cái cách sống cái yeah, tình yêu thương của nhau yeah, thì nó tiện hơn em ạ. Chứ yeah, bây giờ thật ra thì là để cái địa để mà thuê em để nó làm mất cái nói thì mình sẽ có những cái tiền xa hơn hoặc yeah, là cái công an việc làm đối với anh cho em thì không khó. Chẳng hạn như anh có là những cái người bạn người ta làm đến chỗ rồi anh như thế thì tiền máy xanh hay là khán giả nếu như em không thích chờ đó nữa thì mình đi thích làm gì đó cho nó là tự. Dạ. À, dạ gì anh ha, có lẽ là chị Cẩm Văn cũng mới lừa chia sẻ với em á, là trước tiên là chị gửi lời cảm ơn anh, tại vì cũng chia sẻ với anh thật lòng là gì, trước đây là chị Cẩm Văn hai gia đình đó cũng là kinh doanh mua bán, và sau đó là gia đình chị Cẩm Văn á, và chị Cẩm Văn có chia sẻ là với em đó là không may là mua những cái đất đai giấy tờ nó không rõ ràng rồi bị thua lỗ, nên là thời điểm này gia đình khó khăn, là chị Văn với cái chị nói là nguyện vọng của chị á là chủ yếu là đi tìm việc làm đó, còn nếu mà được anh hỗ trợ công việc làm thì chị cảm ơn, còn ví dụ mà thời điểm này mà chưa em thấy anh là cái công việc làm thì anh em thấy anh chưa có đi sâu vào vấn đề lắm, thì có lẽ là chương trình của em bên em cảm thấy là ví dụ là những ngày tiếp theo mà có bên anh chị nào mà hỗ trợ việc cho chị Văn làm thì bên em sẽ cung cấp thông tin cho chị Văn anh nha, chứ giờ là chỗ ở thì chị Văn cũng có rồi, nhưng chủ yếu là chỉ tìm công việc á, là chỉ chia sẻ với em như vậy. Thì bây giờ tôi cũng là xem như cái hướng là tôi mời nói đi vấn đó, nghĩa là bây giờ cứ là cái hướng trong vòng 6 tháng mà không có lâu đâu, 17 này tôi vô thì đương nhiên á, nếu thống nhất thì về đó là xem như nói nỉ cả mấy mẹ con, và đồng thời á, nếu như nói nỉ là trong cái vòng 6 tháng đó để là xem như lại tạo điều kiện, tôi sẽ tạo điều kiện nếu thích đi làm ở đó hoặc làm ở chỗ khác. Rồi em trước tiên em cảm ơn anh nha anh, tại vì bây giờ là chị đang cần công việc làm gấp, là ví dụ mà đến thời điểm đó mà chị chưa có việc làm thì em sẽ nói với chị gọi lại cho anh nha. Rồi ok nhá. Dạ rồi, trước tiên em cảm ơn anh và dạ, em xin phép chào anh ạ. Dạ. Dạ thì bây giờ là em gọi cho một vị khán giả nữa ha chị ha. Cái vị khán giả này là cũng cần nhận người làm đó. Dạ. Đó, em gọi cho gì chị sẽ nói chuyện trực tiếp ha. Dạ. Còn nhiều lắm, rồi sau đó thì em sẽ cung cấp chị một số thông tin. Mình liên lạc mình xin ha. Dạ. Dạ giờ chờ em tí, em đang gọi đây. Dạ chị thì dạ hôm bữa chị có gọi cho em đó, chị nói là chị bên mắt kính đúng không chị? Đúng rồi. Là mắt kính ở Bạc Liêu. Dạ thì em có nói với chị Cẩm Văn là chị đang cần người về phụ việc nhà cho nhà chị là kinh doanh mua bán mắt kính ở Bạc Liêu. Thì ngày hôm nay là chị Cẩm Văn lên trên này để đi xin việc đó chị. Thì sẵn thuận tiện đây là em truyền máy qua chị nói chuyện với chị Cẩm Văn nha. Dạ không sao đâu chị. Dạ em nghe chị đây, chị nói chuyện với chị Cẩm Văn nha chị. À chị Văn. Chị Văn, chị này là chủ bán mắt kính đó, nhận chị làm đó. Dạ, dạ em chào chị ạ. Dạ. Dạ. Chị có coi trên chương trình. Dạ. Chị có chương trình thì bước chị đó chuyện chị mới điện liền cho Phúc vào tối ở nhà kia. Dạ. Cái chị Phúc và chị nói là chị có thấy là dân muốn xin cái việc làm. Dạ. Hiểu không? Dạ. Rồi cái thứ hai nữa là
thấy chân cũng như vậy, nhưng mà chị thì ở tới Bạc Liêu. Dạ. Nhưng mà không sao, chị hỏi coi danh sách thì có làm không. Dạ. Chứ không có quan trọng là chị phải làm đâu. Dạ. Có nghĩa là chị cũng đang có người. Dạ. Nhưng mà chị nghĩ thấy dân có nghĩa là dò thì có nghĩa dân biết làm không được. Dạ. Chị thì nói chung ra nhà chị cũng đang có người làm, chứ không là không có. Dạ. Đúng không? Có nghĩa là một đứa thì nó làm với chị cũng 20 năm rồi. Dạ. Nó ở nhà chị làm là 20 năm rồi. Dạ. Rồi một đứa này á, thì cái đứa kia nó giỏi mà nó loạn nghĩ. Dạ. Nó mới xin cho con nhỏ này vô. Dạ. Nhưng mà nhỏ chị nó dở quá. Dạ. Thành ra cho nên chị sẽ kiếm người khác. Dạ. Rồi á, khi mà chị có chương trình để thấy thương em thì thấy chị đã hơn. Thấy em đang cần và thấy như vậy nữa. Thôi chị hỏi. Nếu danh sách về Bạc Liêu làm thì em về. Dạ. Thích thì thôi, không sao hết. Dạ. Ví dụ em về đây làm thì em được cái là em có tiền, nhưng mà ở nhà chị thì em tiện. Dạ. Đỡ cái mặt chi phí hơn. Dạ. Nhưng mà quan trọng là chị cần là chị con người phải đạo đức. Dạ. Phải thật thà. Dạ. Đừng có tạo cái không nên. Dạ. Nói chung là chị cũng không muốn cho mọi người phải mất đi cái đạo đức đó, em biết không? Dạ. Làm cho tốt để sau này em hưởng cái chất phước. Dạ. Khi mình cái phước của mình nó nhiều rồi thì khiến mình phải còn lại để mình đầu thai đi vô cái phước, em biết không? Dạ. Bữa em rồi, thấy nhà đó, bên chương trình đó chị làm xin giùm em nếu được khu vực gần gần đẳng nhầm kim tầng hay tầng em có thể về thăm nhỏ em á. Mà ở bên này thì cũng có, nhưng mà anh Phúc em nghĩ nói cái chị Bạc Liêu chỉ nói chuyện thì cái thiết kế được lắm, mà em cái hết thì em xuống cái đó làm cho chị, mà để em sắp xếp. Dạ. Nói chung ra là chị ở đây á, cái thời gian cái chuyện cái chị với người làm thì dạ. Rất tôn trọng cái đạo đức. Dạ. Chị ví dụ dù cho như thế nào chị cũng không dám nói nhận người làm đâu. Dạ. Tại vì cái đó là cái lỗi của chị, em biết không? Chị đừng tưởng chị mướn người ta mà chị lỗi nhận người ta, chị không nên đâu em. Dạ. Không nên đâu, chị rất là tội tội. Nói chung là cái phước nhỏ chị cũng không bỏ, cái phước nhỏ chị cũng không giúp làm. Dạ. Cái vậy đó, em hiểu không? Dạ. Chị rất là tội. Ví dụ mình nhiều cái phước nó ít lắm, mình kiếm nó khó lắm em, mà lỡ để nó mất cái ủng của lắm rồi á. Cái thứ hai nữa là mà chị cũng không biết lúc mà chị tôi chị muốn em ở đâu, tại dạ. Lý do là chị không biết em ở tỉnh nào, chị dạ. Không biết nữa. Dạ. Nhưng mà chị coi chương trình thì chị thấy chị thì thôi, rồi nghe em chị thôi, chị muốn hỏi em nếu có làm em muốn làm thì đó. Còn nhà chị thì nói chung em làm á, nhà chị là bị gì cũng không có ai. Dạ. chị chỉ ăn thôi. Dạ. Lâu lâu thì con chị có thể làm chị chơi thôi. Dạ. Thôi chứ nhà chị cũng có hai vợ chồng chị thôi. Dạ. Đó, rồi sau khi thấy chị qua tiệm chị bán rồi thì em ở nhà em dọn dẹp lau chùi nhà cửa chứ. Dạ. Cơm nước của em ăn cũng có nhỏ ở chị đâu nữa. Dạ. Tại vì nó ở chị nó đã làm rồi, chị dạ. Nấu cũng là cái nhà khác nữa. Dạ. Còn cái nhà em ở thì chị cũng là nhà khác nữa. Dạ. Vậy đó. Dạ. Chị không nhà chị đang ở chị không có nấu cơm. Dạ. Chị nấu cơm ở nhà kia rồi nhỏ ở nó tách về đây rồi mình ăn chung chị đó. Dạ. Chứ không có mà giống như là nấu nhiều nhà mà không dơ cháy được thì không tắt nữa. Dạ. Là chị cũng hai ba nhà ra cho ta khỏi người nó lỡ chặt vậy đó rồi nó lao nó. Dạ. Nghe vậy là công việc nó cũng ít lắm á chị ha, đâu có làm nhiều đâu. Dạ. Ừ. Cái bảo chị khiến không có được luôn nữa. Dạ. Cái gì đó, còn em mà tốt đứng ở đây nó làm với chị đó, nghe là một đứa 20 năm. Dạ. À, một đứa hiện tại con nhỏ lính chị đang làm ở tiệm chị đó nha. Từ khi em biết là anh nhờ bên anh Phúc liên lạc qua cho chị rồi được thì em xuống làm bên chị. Không sao, em không tốt chị đi, em cứ lưu đi, đừng có làm phiền. Mới tội nghiệp lắm. Dạ, nha. Dạ. Tại vì chị nói chung cũng không biết mặt Phúc, nhưng mà em thôi đừng làm phiền cả. Dạ, dạ. Em cứ xin là lấy cái số điện thoại của Phúc, em lưu vô máy em đi. Dạ, dạ. Rồi em nhá máy qua cho chị. Dạ. Khi nào em cảm nhận không được việc cứ xuống làm, không được thôi, dạ, không dạ, sao hết. Dạ, nha. Dạ, không dạ. Dạ, dạ, nói chung là chị luôn muốn giúp đỡ mọi người thôi. Dạ. Nói chung là chị mà khi khó khăn vậy thì nói chung em cũng làm thì em sẽ khỏe đó. À dạ em Phúc đây chào chị em rồi có gì vậy hả chị, có gì là em sẽ cung cấp cái thông tin của chị cho chị Cẩm Văn, chị sẽ gọi cho chị ha, tại vì giờ là em có điện thoại á chị nha. Rồi dạ, trước tiên một lần nữa em Phúc
em Phúc đại diện chị Văn cảm ơn chị xem qua chương trình, biết được cái công việc làm của chị Văn đang cần và liên lạc về chương trình để hỗ trợ công việc làm cho chị Văn. Thì không biết là chị Văn với chị là không biết sau này là có chúng ý làm được hay không, nhưng mà trước hết là em đại diện chị Văn cảm ơn chị hỗ trợ công việc làm, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, và em cũng dạ không có gì, và dạ một lần nữa thì em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe gia đình mình. Dạ em xin chào chị ạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều, cảm ơn Phúc nha. Dạ em chúc gia đình mình sức khỏe và mua bay bán đất nha chị nha. Rồi, cảm ơn. À vậy em cũng xin thưa với chị Cẩm Văn lại gì hả chị nha. À, thì nói chung đó là rất nhiều cô chú anh chị gọi về quan tâm đến cái công việc làm của chị. Nhưng mà để mà gọi cho từng cô chú thì thời lượng video nó rất là dài. Thì em cũng gọi qua một hai cô chú để cho chị nói chuyện trực tiếp đó. Rồi em sẽ cung cấp thông tin tiếp theo. Chị cảm thấy công việc nào mà thuận tiện mà để mà mình đi làm rồi mình đi về gia đình mình, tại vì chị còn con nhỏ đúng không? Dạ con mình được mấy tuổi chị? Nó học lớp 4, 9 tuổi. Dạ 9 tuổi hả chị ha, để mình về tiện cái việc gia đình của mình. Dạ. À chị nói là nếu mà công việc mà chị tìm ở Đồng Nai, Bình Dương hay thành phố Hồ Chí Minh, nếu mà có chỗ ở lại thì chị cũng chịu ở lại luôn ha. Dạ. Dạ. Có lẽ là một lần nữa thời lượng video đến đây, em xin tạm khép lại chương trình. À cũng xin kính chúc chị Cẩm Văn một ngày sớm nhất sau khi chia sẻ video lan tỏa được quý vị khán giả nào mà cần tìm người làm đó thì cứ gọi liên lạc về chương trình. Ha, bên em sẽ là nhịp cầu nối thôi. Còn để mà sau này mà anh chị mà cảm thấy một bên nhận người làm, một bên là đi làm đó, mà cái mức lương nó tự thỏa thuận. Còn em chỉ là nhịp cầu nối là để cho hai bên liên lạc thôi nha. Còn từ đó về sau mà làm lương bổng hay là có vấn đề về sau là bên em không có chịu trách nhiệm nha. Mình đi làm thì bên chủ và bên người làm tự thương lượng tất cả mọi việc, em không chịu trách nhiệm về sau. Hả chị nha? Dạ. Dạ. À, một lần nữa thì chị Cẩm Văn có đồng ý cho em sử dụng hình ảnh lời nói ngày hôm nay để đăng trên cộng đồng mạng mình tìm việc không ạ? Dạ. À, dạ chị cho em hỏi là sau khi mà em chia sẻ video ví dụ mà có anh nào đó thấy chị xinh đẹp nè, mẹ liên đơn thân nè, mà gọi về chương trình có cái ý định là để làm quen với chị thì chị có đồng ý để cho quý anh tìm hiểu mình không ạ? Dạ thì nếu đủ duyên thì tìm hiểu cũng được. Trước tiên là tìm việc làm. Dạ. Nhưng mà đủ duyên thì cứ tìm hiểu tình duyên chị ha. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Dạ. Và một lần nữa em cũng xin chúc chị sức khỏe và xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc. Và trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức về âm thanh, hình ảnh, lời nói không được lưu lót, cũng mong quý cô chú anh chị để là phần comment hướng dẫn anh em sẽ cố gắng ra những cái video chất lượng hơn, không phụ lòng ông bà cô chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý vị thân yêu video tiếp theo. Quý cô chú anh chị tìm một nửa yêu thương hoặc là tìm việc làm, tìm người thân thất lạc, vui lòng liên lạc số điện thoại trên màn hình, anh em hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.